Chào 500 anh em. Hôm nay shop sẽ quay cái clip hướng dẫn là cho các bạn làm tản nhiệt cho ESC của những con xe mà lại dùng ESC có mấy con sò, mấy con transistor lòi ra như thế này nè. Ví dụ như điển hình là lớp Toy 5979 hoặc là Subotech hoặc là FI, nó đều có cái loại sò như thế này. Chip dán thì không làm được, chỉ có chip sò như thế này, vì những loại xài chip sò này mà nó để trong một cái khoảng không gian nhỏ, những con này nó nóng, nó hay bị cháy sản, do khi cháy vậy nó sẽ hư AC. Nên là khi xe chúng ta chưa hư, mình làm cái này để cho nó tản nhiệt, khi xe nó chạy nóng nó sẽ tản nhiệt bớt ra. Rồi về cái phần tản nhiệt á, thì hiện nay shop là dùng lá đồng nè. Chúng ta có thể dùng lon sữa bò cũng được, không có dùng đồ nhôm, không hàn được, dùng đồng hoặc là sắt nha. Lon sữa bò cũng được, phải cắt ra. Đo cái ESC này. ESC này mình chỉ cần cắt cái miếng đồng này khoảng 1,5 cm. Cắt sâu quá thì lại không có chỗ để mấy cái bộ phận khác. Cắt khoảng 1,5 cm. Đây cạ này. Có thể cắt được 2 cm luôn. Bây giờ chúng ta thử cắt 2 cm đi. Nếu mà bự quá thì mình sẽ tỉa nhỏ lại. Bề ngang là 2 cm. Đây. Miếng này hoặc là lon sữa bò này chúng ta cũng đo cắt là 2 cm nha. Đây. Rồi, chúng ta sẽ kẻ một đường dọc là 2 cm nè. Rồi, tùy theo bề ngang ha. Bề ngang thì chúng ta làm, đây nó khoảng 8 cm thì chúng ta làm 2 cm cũng được. Rồi, cứ lấy 2 cm đều đi. Đây 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè. Rồi. Hai, bốn, sáu, tám, rồi. Rồi, sau khi cắt được 4 miếng rồi đó, chúng ta sẽ hàn 4 miếng nó dính lên trên cái mặt sau của cái con transistor. Mặt transistor là cái thân của nó nằm trước nè. Đây, cái thân của nó nằm đằng trước. Thì chúng ta hàn cái miếng tản nhiệt lên phía sau. Hàn sao cho nó cân đối thôi, để đừng dướng linh kiện khác là được rồi. Rồi, đó, 1, 2 nè. 3 nè, 4 nè. Đó, chúng ta hàn vậy và chú ý cố gắng là đừng để 4 miếng này chạm nhau nha. Nếu 4 miếng này chạm nhau có thể do thiết kế nên đây là có 2 con thuận và 2 con nghịch. Nếu chạm nhau có thể là nó chạm điện, nên chúng ta hàn xong rồi đó có thể dùng 4 miếng mút hay keo gì đó lót ngay giữa để đề phòng 4 miếng tản nhiệt này nó chạm nhau.
Cái đây là miếng đồng nè, shop phải lấy cái giấy nhám á, mài cho cái đồng nó sáng lên chứ để nó đóng ten là hàng nó không ăn điện. Rồi đó, để miếng đồng lên trên cái bảng mạch của con ấy như thế này, rồi dùng một cái kẹp nha, dùng một cái kẹp kẹp một cạnh lại đó, kẹp một cạnh cho nó dính lại vậy, rồi chúng ta hàn cái phần chì vô cái cạnh còn lại đó. Rồi, xong một cái chúng ta làm ba cái còn lại y chang vậy ha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ xong cái công việc ở đây là ha. Bạn nào cẩn thận thì chúng ta dùng những miếng băng keo hay là nhựa lót ở giữa những cái thanh này để có lỡ có quăng xe nó không có méo cái miếng này nó chạm ha. Đó. Cái tác dụng của cái bộ này là nó sẽ tăng cái độ tản nhiệt của mấy con sò transistor trong cái ESC để mình chạy mình rồ ga mạnh đó, nó ít bị hư. Áp dụng với tất cả mọi loại xe có ESC mà lòi sò ra như vậy hết nha. Rồi, đây là thành quả của chúng ta. Thank you.
đội bàn AC chắc chắn sẽ rất cải thiện vì nó đội AC nó tản nhiệt, nó đỡ nóng bất ngờ hơn ha. Okay.